Chào mọi người, chào buổi sáng. Chúng ta lại nói chuyện với nhau và có những cái chủ đề khá là thú vị. Hôm nay lại đọc một cái bài bí quyết mua nhà chung cư không bị ngáo giá. Bài này hay phết. Và chúng ta lại quay trở lại cái câu hỏi là làm thế nào để mua nhà nhưng mà không có được cái thông tin là làm thế nào để có tiền mua nhà, đúng không ạ? Và các cái vấn đề đầu tư là làm thế nào để mua nhà 5 tỷ hay là 3 tỷ hay là 4 tỷ, đúng không? Làm thế nào để đầu tư miếng đất 2 tỷ, làm thế nào để thành công với đầu tư 2 tỷ miếng đất này, nhưng mà rất ít người chia sẻ về vấn đề làm thế nào để có 2 tỷ mua đất. Thế thì cái vấn đề của chúng ta là nghiên cứu đưa ra các giải pháp về đầu tư làm từ nhỏ đến lớn, sau đó chúng ta tích lũy cũng như là có được cái cách nhìn đầu tư từ nhỏ đến lớn. Ví dụ 500 triệu chúng ta đầu tư để có 700 triệu, sau đó chúng ta đầu tư 700 triệu và chúng ta lại có 1 tỷ chẳng hạn như vậy. Thì đấy là những cái mà theo cái kênh Thế Giới Đầu Tư chúng ta cùng nhau bàn bạc, suy luận, logic cũng như là đưa ra giải pháp. Và cái vấn đề của chúng ta là tìm hiểu các kênh đầu tư thông qua một số các giải pháp no loss system, rồi một số các cái vấn đề về đầu tư làm thế nào để chúng ta có được cái nhìn từ 0 đồng, 1 triệu đồng hay là 500 triệu đồng. Đấy mới là cái quan trọng. Và cái chủ đề này tôi thấy sáng nay đọc cũng khá thú vị. Chúng ta sẽ học được rất nhiều điều, các vấn đề về soi, rồi các vấn đề về giá, các vấn đề sai lầm mua nhà lần đầu hay là gì đó, đúng không ạ? Trước khi đó chúng ta quay trở lại với lại một số các cái phân tích của ngày hôm nay. Thì hôm qua chúng ta cũng đã được phân tích về Bitcoin, Ethereum, các vấn đề về giá vàng, giá dầu. Chúng ta lại quay trở lại thì ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy giá dầu vẫn đang đà đi lên, đúng không ạ? Trong lúc này giá USD thì tăng, giá vàng giảm, giá dầu đi lên. Đây là những cái cột mốc của các cái con sóng đi từ các vùng 33 đô, 48 đô, gần đây nhất là tiệm cận 58 đô và bây giờ lúc đỉnh nó là 63 và đang có sự điều chỉnh ở các mốc 61 và bây giờ nó lại tĩnh tiến đi lên. Thì mấy hôm nay các tin tức về đồng USD, các vấn đề về giá, các vấn đề về giá dầu cũng chúng tôi cũng phân tích rất nhiều ở trong cái view oil .com.vn, chúng ta có thể xem tiếp tục tăng do đồng đô la suy yếu, đúng không ạ? Các bài viết của Tim Gen họ cũng đưa ra. Và từ cái view này chúng ta cũng có thể vào cái gold.vn, gold.vn để chúng ta xem được các phân tích về giá vàng, các yếu tố về phân tích giữa sự so sánh trong nước và thế giới để chúng ta có thể hedging, chúng ta có thể xem xét các cái cách để chúng ta làm, đúng không ạ? Giá vàng lao dốc vì sao? Những cái phân tích của chúng tôi như thế. Và chúng ta cũng sẽ đi vào cái phần chi tiết thực tế. Vậy thì giá dầu lúc này chúng ta xem xét để chúng ta đầu tư như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta có những cái suy luận từ phân tích kỹ thuật, rồi phân tích cơ bản, rồi các yếu tố làm sao nó đơn giản nhất, từ những cái yếu tố phân tích phức tạp, từ những cái yếu tố phân tích cụ thể. Những người mà còn phải hỏi về các chiến lược thì chúng ta sẽ có được cái sự gợi ý từ Team Gen. Tuy nhiên chúng ta cần phải có sự chủ động, đúng không? Chủ động để chúng ta có thể cụ thể hóa và chúng ta xem xét sao cho nó chủ động nhất. Đây là giá dầu tăng lên mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta xem về giá vàng. Giá vàng thì ngay từ tuần trước chúng tôi đã phân tích là giá sập thảm và chúng ta nhìn thấy sự tăng trưởng của USD khiến cho giá vàng đi xuống. Đồng đô la suy yếu thì giá vàng sẽ đi lên và đồng đô la tăng trưởng. Giá thấp nhất trong cái cú sập giá nó rơi vào 1716. Thì nay ở H4 chúng ta xem xét xem giá nó có hồi lên các cái mốc nào. Về cơ bản, đúng không ạ? Các cái cột mốc của giá nó tạo thành các cái mô hình các đỉnh, đúng không ạ? Giá hoàn toàn có thể về các cái mốc mà tiệm cận đường thẳng rồi lại bị bán xuống. Đây là những cái mà chúng ta phân tích để chúng ta có được các cái tiệm cận, đúng không ạ? Giá hoàn toàn có thể đi lên, sau đó là bị đánh xuống các cái mốc cản. Vậy giá vàng sẽ được phân tích như thế nào? Là chúng ta sẽ xem xét các cái mốc phân tích của USD
sau đó xem xét các cái team để chúng ta xem. Ngoài ra yếu tố phân tích kỹ thuật nó là một trong những cái để chúng ta xét được các mức cản, mức định giá cũng như là hồi về một số các cái giải để chúng ta có thể xem xét bán ra, tránh trường hợp chúng ta bị đu đỉnh hoặc là chúng ta sẽ bị bán đáy. Trong trường hợp chúng ta đu quá sâu, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta bán ở các vùng sâu như thế này, đúng không ạ? Chắc chắn là nó hồi lên là chúng ta sẽ sợ hãi và chúng ta sẽ bị thoát. Thế thì hầu hết là những người đi theo trend, đi theo xu hướng, người ta sẽ có những cái xu hướng để chúng ta đánh sao cho nó an toàn nhất. Vậy thì trong ngày hôm nay chúng ta vẫn xem xét được giá dầu đang tăng lên và giá vàng đang đi xuống. Tôi muốn nói nhiều đến Ethereum, một trong những cái mà chúng ta đang quan tâm nhiều đến Ethereum và Bitcoin, đúng không ạ? Chúng ta xem. Lúc này ở trong H4 giá Ether cũng đang là một trong những mô hình để gì ạ? Bán ra. Các yếu tố về giá được hồi lên ở vùng 1600, sau đó bán xuống, sau lại hồi tiếp ở vùng 1548, đúng không? Hồi tiếp ở các vùng 1513 và thấp nhất ngày hôm qua là 1284 và bây giờ đang có cái sức hồi. Và cái sức hồi này chúng ta nhìn thấy là giá có thể là bị bán xuống tiếp và giá sẽ nhắc lại tiếp ở các vùng 1217 và 1034. Cụ thể nữa là nó sẽ tìm về cái vùng 901, thì đây là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ xem lại cái sự nhắc lại của giá. Các vùng giá cũng đã được định hình bởi một cái kênh xuống, bởi bẻ gãy bởi một cái kênh lên, thì khi mà tạo cái một cái đà cản, chúng ta nhìn thấy các mốc cản của giá lúc này. Tiếp theo nữa, các cái mô hình của giá cao, cụ thể là 1638, 1754, các mốc cao mọi thời đại nó rơi vào hơn 2000, thì hiện tại cái kênh xuống cũng như là bị bán, cũng như là nhiều các cái tổ chức đã nhòm ngó xem cái Bitcoin cũng như là Ether nó là một cái quá trình tăng trưởng nóng, do vậy người ta sẽ phải có những cái kìm hãm. Ở các cái video trước tôi có nói nhiều đến vấn đề bàn tay hữu hình và bàn tay vô hình, đúng không? Sự kiểm soát về giá, các cái thông tin không minh bạch, một số các cái tiểu xảo về bơm thổi chúng ta cũng sẽ xem xét. Tuy nhiên chúng ta đi theo các con sóng, sự cắt lỗ khi mà chúng ta mua ở giá cao mà bị đảo chiều, hoặc là chúng ta bán ở giá thấp nhưng mà lại bị đảo chiều. Do vậy chúng ta thường là tìm những các điểm hồi của giá để chúng ta bán thì sẽ tốt hơn trong một cái kênh xuống, hoặc tìm các điểm hồi của giá khi nó về các cái vùng điều chỉnh để mua khi mà giá đang lên. Vẫn là một cái câu chuyện đi theo kênh xu hướng, vẫn là một câu chuyện đi theo kênh xu hướng. Tức là giá đang xuống thì hồi lên điểm bán thì chúng ta mới bán. Vậy quy trình của chúng ta là tìm các cái điểm bán và tìm các điểm mua khi giá điều chỉnh. Khi xuống giá điều chỉnh lên chúng ta sẽ bán, và khi lên giá điều chỉnh xuống chúng ta sẽ mua. Thì đấy là các yếu tố mà chúng ta xem xét để chúng ta nhìn nhận được một cái quy trình giá nó điều chỉnh. Ví dụ đây là một cái kênh bẻ gãy của Bitcoin. Nếu chúng ta muốn kiếm tiền lúc này, đúng không ạ? Chúng ta phải tìm được các cái kênh xu hướng của giá lên. Đây cũng là một cái điểm bán. Điểm bán này cho chúng ta thấy được là các cái mốc sâu của giá, cụ thể là ở vùng 42758, sau đó điều chỉnh về các vùng 46, đây cũng là một điểm bán. Do vậy ngày hôm nay người ta thường là người ta sẽ bán ở các cái vùng 45783, 45 47598, trong vùng hai vùng này nó sẽ bán rất là mạnh ở cái vùng test của các cái mô hình breakout. Nếu trong trường hợp mà gì ạ? Nó bán mà nó không tìm về các vùng giá thấp, tức là vùng 37 đó, vùng đỉnh của cái giá trong quá khứ là 42, thì lập tức là nó sẽ có những cái sự hồi của giá. Tuy nhiên cái kênh của ngày hôm nay vẫn là một cái kênh xu hướng bán ra, do vậy là chúng ta vẫn theo dõi các cái sự điều chỉnh của Bitcoin, Ethereum, đó là cái việc đánh xuống. Và nhìn qua cái tình hình của giá cũng như là một số các cái kênh để chúng ta có thể đổ tiền vào để chúng ta kiếm lời, và chúng tôi vẫn khuyến cáo với các cái nhà đầu tư là theo các cái mô hình no loss và giải pháp đầu tư không thua lỗ thông qua cái việc hedge lệnh, thông qua cái việc hedging. Và chúng ta có thể tham khảo các cái video cũng như là các cái website để chúng ta nhìn thấy ở dưới cái chân video này. Là quay trở lại cái việc đầu tư, chúng ta kiếm được tiền, kiếm được lợi nhuận, sau đó chúng ta tính toán đến việc bất động sản cũng như là một số các cái giải pháp đầu tư an toàn hơn.
Và chúng ta quay trở lại cái bài mà chúng ta theo dõi. Hôm nay thì khi đọc báo, chúng ta xem cái việc mà người ta so sánh các mức tăng giá của thị trường bất động sản, cũng như là người ta có những cái tầm nhìn và thẩm định về giá, đúng không ạ? Ví dụ mua một dự án có giá là 1,5 đến 2 tỷ phải bỏ ra 300 triệu thanh toán đợt đầu của dự án, rồi bán chênh 350 đến 400 triệu đồng, lời ngay 50 triệu và 100 triệu. Tỷ suất lợi nhuận 17 đến 33% trong vài tháng. Nếu lướt ra không được, khả năng ôm lại thành dân cư không quá cao, nhờ tiến độ thanh toán kéo dài có thể tìm cách kiếm 100 triệu, 200 triệu cho đợt thanh toán tiếp theo trong một vài tháng. Nếu đợt sau lại tiếp tục không bán thì lại tiếp tục xoay. Đây, cái này là gọi là mua theo đợt của những cái giá trị hàng hóa dựa trên cái vấn đề trả góp. Và đây là một trong những cái mà chúng ta thường hay mua khi mà mua cái ngôi nhà chung cư. Đúng không? Ở Sài Gòn, thị trường Sài Gòn thì cũng có khá nhiều cái cách để mua như này. Mua của Hưng Thịnh cũng như vậy. Hay là mua của Novaland hay Vin, đúng không? Có các cái tiến độ thanh toán. Trường hợp nếu quá áp lực về nguồn tiền đóng góp, khả năng rút chân thu hồi vốn vẫn khả thi bằng cách bán suất bằng số tiền đã đóng góp. Hầu như cái trường hợp như này thì là cách đây nhiều năm, cái việc lãi, việc chênh lệch ấy. Tôi có thể lấy một cái ví dụ cách đây mới có 2 năm thôi, đúng không ạ? Cái dự án Richmond của Hưng Thịnh, đúng không ạ? Nếu trong trường hợp bán sớm cũng lãi được vài chục triệu, nhưng để càng về sau lãi thì càng lớn. Cụ thể có những cái căn lãi đến 3 tỷ bây giờ, đúng không ạ? Có những căn đẹp lãi đến 3 tỷ sau khi bàn giao nhà của Hưng Thịnh ấy. Cụ thể là nó nằm ở các cái khu vực của Bình Thạnh ấy. Ngoài ra thì chúng ta lướt nhà phố thì khả năng ôm lại gồng tiếp khó hơn rất nhiều, phải trồng toàn bộ 90% số tiền còn lại chứ không phải thanh toán, đúng không ạ? Đây là cái cách để mua cái nhà phố, đúng không ạ? Bạn ấy đưa ra chẳng hạn mua nhà 3 tỷ đặt cọc 300 triệu với thời hạn thanh toán là 2 tháng để giao bán 3,5 tỷ, kỳ vọng lướt ra 3,3 tỷ đồng để đạt được mục đích, sẵn sàng lấy lại địa chỉ của 20 căn nhà tương ứng xung quanh đang bán với 3,7 tỷ đồng. Cái câu chuyện này là câu chuyện vây và câu chuyện là một cách dễ dàng nhất. Thế nhưng mà thực sự là nó khó. Khi có khách hỏi sẽ nói căn này vừa giao dịch xong và giới thiệu căn của mình với giá rẻ hơn. Nếu thành công tiền lời 100% trong vòng 2 tháng, bỏ 300 vốn lời thêm 300 triệu bỗng nhiên trở thành chuyên gia bất động sản. Đó. Bạn này cũng phân tích hai cái trường phái mua nhà phố và trường phái mua chung cư. Nếu lướt ra không được gặp người đàng hoàng quân tử sẽ chấp nhận mất cọc, xem như một pha đầu tư thất bại. Gặp chí phèo tào lao thì năn nỉ ôi kéo dài thời gian trồng tiền. Nếu không được nữa thì lại xin lại một phần cọc từ chủ nhà. Nhưng dù trường hợp thế nào đã vô tình đẩy giá nhà của cả khu vực từ 3 tỷ lên 3,5 tỷ, 3,7 tỷ. Vì thông tin giao bán của 20 căn nhà vẫn luôn tồn tại và thiết lập luôn mặt bằng ở giá đó. Đó. Ưu điểm nổi bật thứ hai của chung cư so với nhà phố là số tiền bỏ ra đầu tư ít. Đó. Ít hơn rất nhiều đấy. Cụ thể so sánh mức giá, nếu căn hộ diện tích khoảng 60-80m2 giá dao động trong vòng 2 tỷ đến 2,5 tỷ. Nhưng cùng diện tích sử dụng như vậy để mua nhà mặt đất thì có vị trí hạ tầng tương ứng, người mua cũng phải bỏ 4-6 tỷ đồng, tức là gấp đôi đấy. Đó. Nếu mà mua chung cư khu vực đó và cùng với cái giá trị sử dụng mà mua nhà phố xung quanh khu vực đó thì ít nhất là phải gấp đôi. Chung cư 3 tỷ thì nhà phố đó phải tầm 6-7 tỷ, đúng không? Tuy nhiên ở Hà Nội hay Sài Gòn ấy, chúng ta mà mua nhà phố có những cái nơi nó sẽ đắt hơn gấp 5-7 lần nếu mà trong trường hợp tiện ích tốt. Do vậy là chúng ta sẽ phải xem xét khi mà vào thị trường bất động sản, chúng ta kiếm được tiền từ các cái mô hình đầu tư mà chúng ta xem xét các cái yếu tố này, chúng ta sẽ có các cái giải pháp. Thứ nhất đó là đất nền, thứ hai là nhà phố, thứ ba là chung cư. Chung cư có một cái cho chúng ta cái lợi thế là trả góp, nếu trong trường hợp chúng ta so sánh được các cái mốc mà chúng ta có thể chi trả được trong cái kỳ đóng góp của cái thị tương lai và cái nhu cầu của chúng ta, và đặc biệt là cái khả năng kiếm tiền của chúng ta trong cái thời kỳ tương lai để chúng ta đóng góp. Nếu không chúng ta sẽ bị phạt lãi, nếu không chúng ta sẽ bị phá hợp đồng, cho nên là chúng ta phải tính toán được cái kế hoạch. Ngược lại, khi giao bán một căn nhà phố dù có thiết kế
liên kết mạnh cái nào cũng chỉ có 10 đến 20 giới phụ chung, đúng không ạ? Còn ở chung cư thì hàng nghìn, đúng không ạ? Hàng nghìn nhân viên sale, đúng không ạ? Ví dụ như là đội nhân viên của Novaland rất là đông, đội Hưng Thịnh cũng rất là đông, đó, rồi Vin cũng rất là đông, và quay xoay quanh bán cái nhà đó, đúng không ạ? Thông tin được trào ra nhiều hơn. Tuy nhiên chắc chắn là lãi suất nó sẽ thấp hơn và bị ép rất nhiều. Đó. Số lượng nhà phố trên thị trường nhiều hơn nhà tại cái đô thị và chung cư 90%, 10%, nhưng số lượng giao bán là ít hơn. Đó. Nhà phố khi đã ổn định thường rất ít thay đổi do liên quan đến môi trường sinh hoạt, gia đình, công việc, học hành con cái. Một nhà có thể ở được vài chục năm, qua ba bốn thế hệ. Trong khi đó các khu phát triển của đô thị dân cư mới phải xa dần trung tâm do không còn đất và hạ tầng tiện ích xung quanh thường chưa đảm bảo. Dân số ở các khu đô thị, chung cư trẻ hơn nên thường thay đổi hơn, thích khám phá, đúng không? Đó. Giai đoạn thích hợp mua nhà trong đô thị, chung cư để ở, đây là loại hình bất động sản tồn tại nhiều rủi ro. Yếu tố kỳ vọng về sự phát triển. Số tiền đầu tư vào để lướt sóng lúc này thanh toán đến 90% giá trị căn hộ. Người mua lại cũng phải phần lớn nhu cầu để ở chứ không phải đầu tư bán lại, đúng không ạ? Vì vậy thời điểm mua tốt nhất là khi dự án gần về đích và chuẩn bị bàn giao nhà, đó là vấn đề chung cư đấy, để muốn bán muốn mua. Và an toàn hơn mua để ở thì có thể cân nhắc những căn hộ đã đi vào sử dụng, từ những cái căn nhà đầu tư thứ cấp vô hình lướt sóng trở thành cư dân đang phải dùng căn hộ để cho thuê vì họ đang cần rút vốn, đúng không ạ? Thì có rất nhiều cái cách để chúng ta mua được nhà, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta hiểu được các cái quy trình của ba cái dạng đầu tư, đầu tư để chúng ta mua để ở hay là đầu tư để chúng ta kiếm lời, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố để mà chúng ta hiểu biết được qua cái việc mua chung cư hay là mua đất hay là mua nhà phố, ba cái loại hình đấy giúp cho chúng ta chuyển hóa được từ cái tiền mà chúng ta đầu tư, chúng ta kiếm tiền mà chuyển sang các cái dòng an toàn hơn. Về cơ bản cái việc mà chúng ta đầu tư an toàn đấy là yếu tố số 1, chúng ta chuyển toàn bộ các vấn đề đầu tư rủi ro sang cái đầu tư an toàn hơn. Tuy nhiên đều có khả năng mất tiền cả. Do vậy chúng ta phải xem xét rất kỹ lưỡng về dòng tiền cũng như là khả năng thanh toán. Ngoài ra chúng ta phải xem xét rất nhiều các yếu tố thanh khoản. Sử dụng vốn trong đầu tư nó là một trong những cái bài toán mà chúng ta cần phải quản trị rủi ro. Do vậy là gì ạ? Chúng ta có được những cái tư duy sao cho hiệu quả nhất để làm sao mà chúng ta có được cái tầm nhìn cũng như là cái cách để chúng ta có cái phương pháp để chúng ta thu hút vốn cũng như là xử lý được các cái vấn đề về nguồn tiền. Thì trên đây buổi sáng chúng ta có thể trò chuyện với nhau, đưa ra các giải pháp về đầu tư. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta liên kết với nhóm của Gen, đưa ra các giải pháp no loss system, một trong những giải pháp không thua lỗ, giúp cho chúng ta có được cái mô hình đầu tư. Sau khi đầu tư an toàn rồi, chúng ta đổ tiền vào các cái môn khác để chúng ta có thể tăng thêm thu nhập, tăng thêm các vấn đề lợi nhuận. Có rất nhiều các cái giải pháp để chúng ta lao vào bất động sản trước khi mà chúng ta có một cái số lượng tiền đủ để đầu tư bất động sản, thì chúng ta bắt đầu phải nhặt thông qua các việc đầu tư hiệu quả đã. Để có được những cái giải pháp đó thì chúng ta đừng ngần ngại liên lạc với team Gen cùng với David cùng với hệ thống của chúng tôi, và xin được cảm ơn và hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo.